có năm điều không phải mà mỗi người phải nên ghi nhớ. Có thầy tổ mà chẳng chịu thờ kính, lại muốn các đệ tử phải thờ kính mình, đó là điều không phải thứ nhất. Có cha mẹ mà chẳng biết hiếu thảo, lại muốn con cháu hiếu thảo với mình, đó là điều không phải thứ hai. Có anh chị mà không biết kính nhường, lại muốn các em phải kính nhường mình, đó là điều không phải thứ ba. Có bạc vàng tiền của mà đời này không chịu bố thí cúng dường, lại muốn đời sau giàu có, đó là điều không phải thứ tư. Những việc đạo đức lương thiện ở đời không chịu làm, mà muốn cuộc sống mình phải an lạc, hạnh phúc, đó là điều không phải thứ năm. 2. Tài, sắc, danh, thực, thủy là năm thứ dục lạc hay làm cho chúng sinh trầm luân trong sinh tử. Nếu ai làm chủ được những thứ đó thì gọi là người trí, còn nếu bị nó nhận chìm thì là người ngu vậy. 3. Núi dù cao cho mấy cũng có đỉnh, khó khăn dù lớn cho mấy cũng có giới hạn, mà tiềm lực của mỗi người thì vô hạn. Chỉ cần chúng ta có ý chí lạc quan, kiên nhẫn, rồi sẽ có một ngày những khó khăn trong cuộc sống sẽ cúi đầu. Trên thế gian này không có việc gì khó, chỉ cần có tư tưởng tích cực, thành tâm hướng thiện và phải chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả những gì đến và đi trong cuộc đời này. 4. Người trí hành xử trong cuộc sống cũng giống như nước vậy, tùy duyên mà bất biến. Muốn tròn, muốn dài gì cũng được, có khi lên trời xuống biển, có khi ở chỗ tanh hôi, có khi ở chỗ tinh khiết, khi làm nát đá dở bờ, có khi quá làm mây bay gió thoảng. Nước mềm mà không yếu, mạnh mà không cứng, chỉ có bậc trí với nhau mới thông cảm mà thôi. 5. Trong cuộc sống này, chúng ta thực sự cần có một trái tim biết yêu thương và có một thái độ điềm đạm, khoan dung độ lượng, được ươm mầm bởi tình yêu thương vô ngã. Được như vậy, thế giới này mới trở nên tốt đẹp hơn. Một khi đó qua tình thương thực sự khoe sắc trong mỗi một con người của chúng ta, thì mọi phiền muộn, tranh giành, hiểu lầm đều tan thành mây khói. 6. Cõi hồng trần này có rất nhiều người mải mê đuổi theo tiền bạc vật chất, cũng có rất nhiều người đắm chìm để tranh giành công danh và sự nghiệp không trong sáng. Thực ra điều này cũng không đáng trách, bởi lẽ con người rất khó thoát khỏi sự ràng buộc của công danh và lợi lộc. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn có một trái tim yêu thương mọi người. Khi chúng ta có tình yêu thương và đồng thời không ngừng nỗ lực, thì bạn sẽ sớm tìm được sự thành công chân thật. 7. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, mà hãy kiên nhẫn, rồi bạn sẽ vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời. Đừng quên hy vọng, vì hy vọng cho bạn thêm sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Và đừng tự đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là bạn có thể làm được, và bạn sẽ có lý do để cố gắng thực hiện được những hoài bão của mình. 8. Bạn hãy thực tập thường xuyên mỉm cười với bất cứ những gì đến với bạn, cho dù đó là việc không như ý. Bạn hãy tập trải nghiệm cuộc sống hiện tại và nên tìm những người bạn trí âm thực sự để chia sẻ những lúc khó khăn. Vì cuộc đời này không phải là cuộc chạy đua, mà là một cuộc hành trình dài. Trong đó, bạn sẽ thấy và sẽ tìm được những việc làm và những thời khắc ý nghĩa nhất của đời bạn. 9. Có ba điều trong cuộc đời này mà một khi đã đi qua rồi sẽ không lấy lại được. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Ba điều trong đời bạn không được đánh mất, đó là sự thanh thản, niềm hy vọng và lòng trung thực. Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững, đó là giấc mơ, danh vọng và tài sản. Ba điều làm nên một con người tốt, đó là siêng năng, chân thành và đạo đức. Có ba điều
làm hư hỏng bản thân của chúng ta, đó là tự điếm, tự cao tự đại và giận dữ. 10. Hạnh phúc chân chính của con người không phải chỉ dựa vào việc tế lễ, cúng lạy, vang sinh trời Phật, thần thánh, mà chúng ta có được hạnh phúc là do biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương với tất cả mọi người, biết suy nghĩ giúp đỡ đến người khác. Được như thế thì niềm hạnh phúc sẽ tăng lên với chúng ta. Khi đó ta thấy người hạnh phúc thì lòng mình cũng vui vẻ và hạnh phúc theo. 11. Điều quan trọng và ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta là suy nghĩ thiện và làm việc thiện. Mọi hành động phải xuất phát từ tấm lòng nhân từ và tình yêu thương vô điều kiện. Khi ta có sự yêu thương và hành thiện đúng cách, tuy chúng ta không cần được báo đáp, nhưng có thể vào những khoảnh khắc nào đó trong tương lai, ta sẽ nhận được món quà quý báu do cuộc sống ban tặng. 12. Lý đạo thật cao thâm. Không có một trái tim bình thản, an tịnh thì không thể nào thành tựu được. Trong cuộc sống hiện tại cũng không ngoại lệ. Cho dù chúng ta làm gì, đều không nên thô lỗ. Nếu không, ta sẽ khó hoàn thành xuất sắc công việc mà ta muốn thực hiện. 13. Dù gặp chuyện buồn hay vui, người lạc quan và hiểu được đạo lý luôn đối mặt bằng thái độ điềm tĩnh. Sự việc trong cuộc sống rất phức tạp, thiên biến vạn hóa, rất khó có thể nói là đúng, sai hay vui, buồn tuyệt đối được, mà là quả phúc bổ sung cho nhau. Trong một điều kiện nhất định nào đó, quả phúc quán đổi cho nhau. Vì vậy, người luôn bình tâm xử trí mới là người thấy rõ chân lý của cuộc sống. 14. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì, rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, hút sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tai, sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang lụy phiền là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Do đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi, những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đối khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm đượm hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau,
và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái. Đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội. Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác. Không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ. Có như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa nay thường lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu. Khi gặp phải khó khăn cũng vậy, không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình thì sẽ chiến thắng tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là dìm người. Còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hằng tiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai, thì mình phải sinh tâm hoan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thanh danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết thiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc
bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói, tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên là có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng, trên thế gian này, không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gập ghềnh tới đâu, cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi, hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn ạ. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí, quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi, dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập vững dưng với đủ thứ bụi đời của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thủy thì mới tốt, và đừng nên định hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên, siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân, đừng cho sự học là khó rồi không học thì cả đời sẽ luống. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức, thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân. Để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc. Để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu, thì con cháu mới nhờ được vậy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Đó là người ngu vậy.
Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành, thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau, nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp ta, người, thân, sơ mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này, thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời, thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. Bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc, cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này, không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt giống như gần cá ương, lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính tròn đủ và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt, bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân, nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, thầm giao với nhau cốt ở lòng chân tình, không vì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó. Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong, lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc để thử họ. Thế gian nhiều người, tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc, nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập. Hạnh phúc
từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối. Bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái dị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình xiết cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng, âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình. Và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa, tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận. Sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên, cần kiệm thì thường đủ. Siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng, việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua. Thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng nhỏ hoài cũng đầy bình. Hàng kiến cũng có thể làm đổ vỡ con đê lớn. Một hạt bụi cũng có thể làm cho mắt ta không thấy đường. Thế nên, người biết lo xa là người luôn cẩn trọng và dè dặt thân, khẩu, ý của chính mình. 54. Có nhiều người thường nói với tôi, sau khi chúng tôi có tiền, có tình yêu, có danh vọng, thì phiền não của tôi lại đến càng nhiều. Tôi cười và bảo, vậy bạn muốn hạnh phúc phải không? Được, nếu muốn hạnh phúc vui vẻ, các bạn phải tập thay đổi quan niệm. Khi có tiền, phải nên bố thí. Tình yêu phải biết cách hiến dâng và hy sinh. Danh vọng phải nên phục vụ quần chúng. Sống như vậy, các bạn mới vui vẻ và hạnh phúc được. Thật vậy, những gì chúng ta muốn giữ lại thì hãy cho đi. Như thế, niềm vui và hạnh phúc sẽ còn mãi.
55. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta quá bận tâm đến sự được và mất, cho nên tâm hồn không thể bình thản, tâm trạng an nhàn vui tươi cũng không còn và thường bị thay thế bởi sự sầu lo. Quá buồn khổ rồi lại đi tìm bình an, mà không biết hạnh phúc và bình an ngay dưới từng gót chân ta và ngay trong ngôi nhà mình. Nếu bạn muốn đi tìm bình an ở bên ngoài, thì có một ngày bạn sẽ thất vọng. 56. Nơi u ám nhất và đau khổ nhất không phải là ở 18 tầng địa ngục như trong sách đã thường nói, mà chính là tâm trạng bế tắc trong tâm hồn của con người do nhân duyên tác động, làm cho bạn sống không được mà chết cũng không xong. Bạn nên biết, cảnh do tâm sinh. Tâm đã lạnh thì mặt trời cũng không làm cho ấm lại. Tâm đã nóng, băng tuyết cũng phải tan chảy ra. Do vậy, chúng ta phải biết cách chuyển phiền não thành bồ đề. Phải trở về nội tâm, buông bỏ các duyên, nhất tâm an tịnh, biến những ngọn sóng to phiền não trở thành mặt hồ tâm tĩnh lặng. 57. Tiềm năng và năng lực từ nội tâm của con người thật to lớn, không thể dùng lời để diễn tả được. Nhưng ít có ai có thể cảm nhận được điều này. Niềm vui của tự tâm là từ chánh niệm đem lại. Niềm vui này không có cái vui nào ở thế gian mà so sánh được và người nào cũng có thể đạt được. Toàn thể vũ trụ bao la này có thể khái quát bao gồm trong một chữ tâm. 58. Phần nhiều người sống trên đời thường mơ ước phải chi đời sống của mình thật đầy đủ tiện nghi, muốn cái gì có cái ấy. Đây là điều không những tham mà còn quá dại dột. Thật ra, khó khăn giúp chúng ta kiên cường hơn. Nếu cuộc đời ai đó hoàn toàn không hề có giông bão, phong ba, cuộc đời như vậy thật là vô nghĩa. Cây lúa nếu chăm sóc quá mức đầy đủ, thì cây lúa tốt quá, không thể có hạt để ăn. Cây mọc nơi đất càng cứng, thì thịt nó càng cứng chắc, sẽ làm được nhiều đồ quý giá. Người được rèn luyện mài dũa nhiều, thì sẽ mau trưởng thành, và mới là người có ích cho xã hội được. 59. Các bạn phải tập nhận thức đầy đủ về bản thân mình. Khi ý thức được khuyết điểm của bản thân, ta cũng có thể đánh giá chính xác về mình và đấu tranh ngoan cường với nó, không vì nhược điểm mà nhục chí. Trên đời này có hai hạng người đáng tôn kính, đó là hạng người không có khuyết điểm và hạng người biết mình có khuyết điểm rồi cố gắng sửa chữa. 60. Có một việc rất hạnh phúc và bình an có thể trong đời bạn chưa từng trải nghiệm qua, đó là hãy chọn một căn phòng hay chọn một ngôi nhà nhỏ yên tịnh và chỉ một mình bạn ở trong đó từ 3 ngày cho đến 1 năm hoặc hơn nữa, và phải được những người có kinh nghiệm hướng dẫn. Khi ở đó, bạn phải bỏ hết những chuyện bên ngoài, xem như mình đã chết. Quá khứ chẳng nhớ, tương lai đừng lo, chỉ cần nhất tâm vô tạp niệm, sống ngay hiện tại, không giao thiệp bên ngoài. Tùy theo căn tánh mỗi người, bạn có thể biết những điều người khác không thể biết, hiểu được những gì người khác không thể hiểu. Nếu bạn không thực hiện được một lần trong đời, thì thật là tiếc lắm vậy. Và nếu bạn nghĩ rằng, mấy mười năm bôn ba bận rộn, không có ngày nào rảnh cả, thì tôi cũng không có thuốc để chữa rồi. 61. Thế thường thì hay bị việc làm phung phí xa xỉ mà mất nhà, không liêm chánh mà mất chức. Đạo có được là do tâm hồn hướng thiện an tịnh,
trong sáng mà ra. Đức có là do từ bi, khiêm nhường độ lượng mà thành. Biết đủ thì thường vui, tham quá lại lo khổ nhiều. Người biết đủ thì bao nhiêu cũng đủ, người không biết đủ thì bao nhiêu cũng thiếu. Biết đủ tuy nghèo mà vui, không biết đủ tuy giàu mà khổ vậy. Người dù rất ngu ngốc, nếu chịu chuyên tâm học hỏi thì cũng sáng. Người dù rất thông minh, nếu hay buông thả lười biếng thì cũng tối tâm ngu muội. Chăm học là cốt để thấy hiểu cao xa, biết sâu rộng là để sửa lỗi của chính mình. Nên ngồi ở trong nhà kính cũng phải giữ gìn như ở ngoài đường xá. Được như vậy mới tự nghiêm mình và nghiêm mọi người được. 62. Người cho dù có thông minh tột đỉnh vẫn xem mình như ngu ngơ, công lao lớn trùm cả thiên hạ mà vẫn nhún nhường, sức mạnh cao tột hơn đời mà vẫn xem mình như yếu đuối, thường khoan dung và tha thứ, giàu có tột đỉnh mà vẫn hay khiêm tốn, không khinh khi người khác, đó là những người dũng trí, khéo khôn. Sở dĩ con người thông minh, hay giỏi, tài trí là được người đời kính trọng, đó là nhờ có âm đức. Nếu âm đức không có mà thông minh, giàu có, thì sẽ là tai họa cho thiên hạ. 63. Có hai điều quan trọng mà bạn phải nên nhớ, đó là trong cuộc sống, bạn đừng nên thờ ơ với những gì quá gần gũi và quen thuộc, mà hãy gìn giữ chúng như những thứ quan trọng nhất. Vì có lúc, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi. Và một điều nữa là, đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Vì mỗi chúng ta là những con người khác nhau và có những giá trị khác nhau. 64. Trí tuệ chân thật là trí tuệ không phải lấy được từ sách vở mà ra. Bản chất của con người không phải từ sách vở mà có. Thành công của con người cũng không phải từ sách vở mà nên. Bệnh tật của con người hết đi không phải ở toa thuốc, mà tất cả đều phải trải qua quá trình thực nghiệm của bản thân. Đó là kết tinh của ý chí và nghị lực, thẳng bước tiến lên vì hoài bão của chính mình. 65. Trên đường đời, ắt hẳn mọi người chúng ta đều có những vị thầy chỉ dạy cho ta kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhưng vị thầy đích thực giúp chúng ta thăng hoa và chuyển hóa phiền muộn khổ đau, đó chính là vị thầy cao cả trong tâm mình. Mỗi hành động ý nghĩa gì, vị thầy này đều biết rõ, rồi kiểm soát và cạn lọc những cái tốt đẹp để làm hành trang cho đường đời của bạn. 66. Ngày nay, con người kinh doanh và buôn bán, phần nhiều là nói không thật và không trung thực, vì thực hiện lợi ích riêng tư. Nhưng đâu biết rằng, ngày nay được tiền, ngày mai tai họa sẽ đến. Nhân quả thiện ác như bóng với hình. Đừng tưởng cuộc đời của ta sẽ an bình và giàu sang mãi mãi. Việc quả báo thiện hay ác, tuy hiện tại chưa thấy rõ, nhưng tương lai trước sau gì cũng đến, chỉ sớm hay muộn mà thôi. 67. Hành tinh xanh của chúng ta hiện nay đang bị tổn thương rất nặng. Khí hậu toàn cầu tăng, chiến tranh, thiên tai nhiều vô số. Tất cả những hiện tượng đó đều là do chính con người làm ra. Thông điệp để cải thiện địa cầu đó là không tham, không sát hại và không ích kỷ. 68. Con người sinh ra vốn không có răng nanh. Điều đó chứng minh rằng
Con người là động vật bậc cao, không có bản năng ăn thịt, mà là chỉ ăn những thứ ngũ cốc và thực vật. Đồng thời, con người cũng là động vật đàn anh của các động vật khác. Do đó, chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ đàn em của mình. Đừng để chúng nó phải đau buồn vì phải xa lìa cha mẹ, vợ con, anh em của nó. Nỗi khổ này chỉ có người đồng cảm mới hiểu và cảm thông được mà thôi. Xin trân trọng. 69. Trăm ngàn năm cho đến ngày nay, trong một bữa cơm ta ăn, oán sâu như biển, thù hận khó lường. Ta ăn uống vui sướng no say trên sự đau khổ kêu la của những chúng sinh khác. Chúng ta phải biết rằng, mỗi sinh linh đều tham sống sợ chết. Ta nỡ nào đè đầu cắt cổ, nghe tiếng rên la cầu cứu thảm thiết của chúng nó sao? Bạn thử nghĩ xem, trong cuộc đời mấy mươi năm sống trên thế gian này, biết bao nhiêu sinh mạng đã chết để tạo nên những tế bào hình thành thân thể của chúng ta đây. Câu hỏi này xin để lại cho các bạn. 70. Con người biết vừa đủ và biết bằng lòng, đó chính là cội cây của sự sung sướng vui tươi. Tham lam không biết đủ là trái đắng của tai họa. Trước khi làm việc gì đều phải nghĩ đến hậu quả của nó và đừng tham quá mức. Nếu không thì những dục vọng kia cuối cùng cũng sẽ hủy hoại chính bản thân mình. 71. Thiền đạo cao thâm, nếu không có một trái tim bình thản, từ bi và trí tuệ thì khó mà tu thành chánh quả được. Trong cuộc sống hiện tại cũng tương tự như vậy. Bạn nên hiểu trong bất cứ việc gì cũng tồn tại hai khả năng, tốt và xấu, trong phạm trù tương đối của nó. Do đó, chúng ta làm bất cứ điều gì cần phải bình tĩnh, không thua lỗ. Nếu không, bạn sẽ khó hoàn thành tốt công việc và đường đời bạn đi sẽ gặp nhiều chướng ngại. 72. Nếu bạn muốn áp dụng bất cứ một phương pháp phát triển tâm linh nào, dù đó là một phương tiện để đạt được giá trị lớn nhất từ cuộc sống tâm linh, thì sự chánh niệm hay chú tâm đóng vai trò quan trọng trong phương pháp ấy. Nói cách khác, bất kỳ phương pháp luyện tâm nào đều phải có sự tỉnh giác và tập trung cao độ thì mới đạt được những kết quả mong muốn. 73. Dạng sự đều lặng yên không bằng tấm lòng yên tịnh, vì trạng thái yên tịnh của sự vật là tương đối. Nếu trong lòng rối bời thì bạn sẽ không nhận ra được sự yên tịnh đó. Bạn phải tập như thế nào để chuyển hóa những phiền phức thành đơn giản, chỉ có chính bạn mới thực hiện được. Bạn đừng vội tin vào những gì mà người khác nói, và đừng bao giờ coi thường mơ ước của những người khác bạn nhé. 74. Nếu xét kỹ về nhân duyên, chúng ta sẽ thấy, trong một hạt cơm ta ăn hay những vật dụng ta dùng ngày nay đều do vô số người đã đóng góp sức lực vào trong đó. Nhiều khi cũng có những người mà ta đã từng thù ghét, hoặc có những người ta chưa từng quen biết và gặp mặt bao giờ. Do đó, ta phải thầm cảm ơn tất cả những người trên thế gian này. Nếu mỗi người chúng ta chịu thực tập và đi vào đời sống bằng tình thương và lòng biết ơn, thì cuộc sống sẽ không còn đau binh ly loạn nữa. 75. Nhẫn nhẫn nhất thời chi phí, miễn miễn bá nhật chi ưu.
nhẫn nhịn được 1 giờ thì khỏi phải 100.000 ngày đau khổ. Nếu thầy trò không nhẫn nhịn nhau thì không còn đạo nghĩa. Vợ chồng không nhẫn nhịn nhau thì mất hết tình thâm. Anh em không nhẫn nhịn nhau thì mỗi người không chung bước. Bạn bè không nhẫn nhịn nhau thì không thành tri kỷ. Xóm làng không nhẫn nhịn nhau thì sẽ gây thù. Nếu nhẫn được những việc mà người khác không nhẫn được, đó mới thật là nhẫn. Và nhẫn nhịn được những thứ mà người khác đem đến nhục mạ mình, ấy mới gọi là nhẫn nhục. Do đó, bạn phải học quy tắc, dĩ nhu khắc cương, thì mới tạo cho cuộc sống này thêm nhiều niềm vui và ý nghĩa. Khi ta chết đi, sẽ không có nhiều điều phải ăn năn và hối hận. 76. Trong đời này, không những hoàn cảnh mà còn mỗi người xung quanh nhiều khi làm cho chúng ta đau khổ và thù hận. Thật sự trên thế gian này đâu có ai muốn người khác thù hận hay ghen ghét mình đâu. Nhưng nhìn sâu thẳm trong tâm hồn thì người kia đã có những tập khí hoặc hoàn cảnh thiếu thốn tạo nên, hay được truyền trao từ ông bà cha mẹ. Những nỗi khổ tâm này vì họ không đủ nhân duyên lành để chuyển hóa và chia sẻ cùng với ta. Thật sự, dù người xấu tới đâu cũng có những cái tốt. Người dù tốt cách mấy cũng có những cái xấu. Không ai mà hoàn toàn không có khuyết điểm cả. Họ cũng không muốn làm tổn thương đến ta đâu, chỉ vì họ không đủ sức để chuyển hóa những phiền não trong tâm, cho nên mới xuất phát ra những lời nói và hành động như vậy. Họ có nỗi khổ của họ các bạn ạ. Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng tình thương, chan rãi tâm hồn và tha thứ, thông cảm những điều sai trái của họ. Mặt trời mọc lên thì ánh sáng sẽ bừng dậy trong bầu trời tâm thức vô biên. Tình thương này chính là nước từ bi mát dịu, sẽ làm lành những vết thương mà người kia đã từng làm cho ta đau khổ. Cuộc đời quá đau khổ, xin đừng làm khổ thêm. Cho đi và tha thứ sẽ được giấc êm đềm. 77. Nếu bạn có làm việc ân nghĩa cho ai, thì đừng mong nhất định phải có đền đáp. Nếu cho rồi thì đừng có hối tiếc. Thành thật thì người thương, khoan hồng thì không bị oán, hòa nhã thì không bị ai thù, nhường nhịn thì thường an, giữ luật thì thường ổn, cẩn thận thì ở nơi đâu cũng được. Không suy nghĩ dẫn dơ thì tâm thường tĩnh lặng, dè dạt lời nói thì sẽ không tai họa. Ai ai cũng sửa tâm như vậy thì thiên hạ sẽ thái bình. 78. Chúng ta ngày nay do hoàn cảnh kinh tế phát triển nên việc ăn ở hàng ngày nhiều khi quá dư thừa. Nhưng nếu không khéo, từ việc dư thừa và đầy đủ này sẽ làm cho đạo tâm ta thoái thất. Do đó, chúng ta phải nên cẩn thận. Còn đối với ngài Tôn Cảnh Sư thời xưa thì trà lạnh cơm lạc miễn no lòng thì thôi. Quần áo rách giá miễn ấm thì thôi. Thà không rắc rối mà nhà nghèo còn hơn rắc rối mà nhà giàu. Thà không bệnh mà ăn rau lạc còn hơn bệnh mà uống thuốc hay. Vợ chồng không cần kiêu sa, chỉ cần hiền đức là tốt. Ăn uống không cần cao lương, no lòng được là tốt. Lòng yên ổn thì ở nhà tranh vách lá cũng thấy hạnh phúc. Tánh an định thì ăn rau ăn cỏ cũng thơm ngon. Bởi vậy, cuộc đời muôn việc, muốn thấu suốt thì tâm phải bình, khí phải hòa vậy.
79. Cuộc đời vốn dĩ là tương đối, không ai hoàn hảo dạng 10 phần hết cả. Tuy vậy, chúng ta cũng vẫn vun bồi đạo hạnh, tiến bước để đạt đến chân thiện mỹ. Trên đường đời không phải lúc nào cũng có người hướng dẫn đi kèm theo chúng ta. Trong nhiều tình huống, bạn phải tự mình nhận ra nên đi theo hướng nào. Bạn phải là người hướng dẫn của chính bạn. Bạn đừng nghĩ rằng chỉ có những vị thiên tài hoặc nhiều văn bằng chức vị, đó mới là sự thành công của cuộc sống. Song song đó, vẫn còn rất nhiều người xung quanh ta, họ làm những điều họ thích để lợi ích cho chúng sinh, xã hội. Họ lấy đó làm niềm an lạc vui vẻ trong cuộc sống. Đây cũng là một kiểu thành công đáng kính trọng. 80. Trong cuộc sống, nếu bạn có đủ tinh tế, sẽ không khó phát hiện ra nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nó tồn tại xung quanh và ẩn tàng đầy dẫy trong cuộc sống. Nhưng vẫn có nhiều người vẫn đau khổ triền miên là chỉ vì không phát hiện được mà thôi. Đôi khi bạn đi tìm hạnh phúc ở xa xôi mà lãng quên hạnh phúc ngay tại trong ngôi nhà và những người bạn thân của chính mình. Nếu được sự chia sẻ và thông cảm lẫn nhau, thì cuộc sống bạn chắc chắn sẽ nhiều ý nghĩa hơn. 81. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác và ngay cả chính mình. Tước đoạt mạng sống của người khác là bất nhân. Tước đoạt mạng sống của mình là bất hiếu. Người bất nhân và bất hiếu thì tiếng xấu sẽ để lại muôn đời vậy. 82. Trong gia đình, chồng lấn lướt hay xem thường vợ, hoặc vợ lấn lướt hay xem thường chồng, cả thảy đều là không có đạo nghĩa, mà còn ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này. Cho nên, cha mẹ, con cái, dâu rể, chồng vợ, anh em phải tương thân tương ái, tương kính, tương trợ lẫn nhau. Nếu không thì gia đình của bạn sẽ trở thành địa ngục tại trần gian mà thiên hạ thường nói vậy. 83. Trong thời kỳ phát triển kinh tế như hôm nay, chúng ta có rất nhiều áp lực từ cuộc sống đem lại. Nào là bài vở, công việc, gia đình, gia thất, và cả bệnh hoạn và sự chết chóc đau thương. Nếu không có một tâm trí định tĩnh sáng suốt, thì những đau khổ sẽ đè nặng lên đôi vai của chính mình. Do vậy, các bạn phải nhớ thực hành những điều sau đây để giúp bạn được an vui hơn. Đó là đừng quá chấp nhất vào những việc nhỏ rồi phóng đại nó lên, mà hãy nên chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Tập kiểm soát từng suy nghĩ của mình và hãy làm thử một việc thiện nào đó cho người khác được vui ngay ngày hôm nay. Phải hiểu rằng mọi vật, mọi việc và mọi người, tất cả đều là vô thường, không có gì mà trường tồn mãi mãi theo năm tháng được. Và còn nhiều người khác khổ nhọc, đau khổ hơn ta gấp trăm ngàn lần nữa kìa. Bạn thử ngồi hoặc nằm yên một mình, buông xả mọi việc và thả lỏng toàn thân, không suy nghĩ quá khứ, vị lai gì cả, mà hít sâu theo dõi và đếm hơi thở từ 1 đến 10. Vài phút sau, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chỉ khi bạn đã thực hành rồi mới hiểu được giá trị của nó mà thôi. 84. Vạn biến như lôi, nhất tâm an tịnh. Nghĩa là cho dù ngoại cảnh có ồn ào đến đâu, tâm ta vẫn tĩnh lặng. Trong cuộc sống này, an nhàn và an tĩnh đều nằm trong tầm giới của chúng ta cả.
chỉ vì ta chưa chịu buông xả mà thôi. An nhàn và an tịnh không giống nhau. Rất nhiều người nhàn chưa chắc đã được niềm vui trong tịnh, nhưng người có cảm thụ được niềm vui trong tịnh cũng không nhất định là được nhàn hạ. Trong muôn vàn công việc, trong thành phố đầy bụi bặm huyên náo, người xe cám dỗ dãy đầy, mà tất cả bạn vẫn không dính mắc an nhàn tự tại, đó mới chính là an tịnh trong bận rộn. 85. Có khi nào bạn ngồi yên kiểm lại trong cuộc đời đã qua? Bạn gặp phải đau khổ và niềm vui, cái nào nhiều hơn không? Đa số người nói với tôi rằng, đau khổ thì nhiều mà niềm vui thì ít. Bạn muốn tạo niềm vui không? Người xưa có câu, cho người tức là cho mình. Thật vậy, bí quyết để có niềm vui và cuộc sống có ý nghĩa hơn đó là khi có nhiều hoặc ít tiền của, bạn cũng nên chia sẻ cho người khốn khổ hơn bạn. Bạn nên nhớ, của cho không bằng cách cho nha. Tập chuyển đổi quan điểm và cách nhìn lạc quan hơn. Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Đi xe nhường chỗ tốt, chờ đợi nhường người qua. Việc đến tùy duyên đến, an vui khắp ta bà. Làm việc đừng chấp trước, giúp đỡ kẻ gần xa. Khoan dung và độ lượng, biết đủ người đời ca. Muốn làm việc gì, trước tiên phải nghĩ đến hậu quả của nó. 86. Người có tấm lòng rộng mở sẽ bình thản đối với những sự việc mang tính hẹp hòi nhỏ nhen. Người hẹp hòi ích kỷ thì kể cả con vật cũng chẳng muốn gần. Người khoan dung tha thứ thì nhiều bạn gần xa. Khoan dung không phải là khiếp nhược mà là từ bi. Khi bạn khoan dung với người khác thì vướng mắc thù hận trong lòng sẽ tiêu tan, hóa giải được hận thù dù đó là mâu thuẫn nhiều năm. 87. Người quân tử thường kính trọng bậc đại nhân và thánh nhân, còn kẻ tiểu nhân thì ngược lại. Người quân tử làm tốt cho người, không làm xấu cho người. Kẻ tiểu nhân thì trái lại. Người quân tử không oán trời, không trách người, chỉ trách chính mình. Còn tiểu nhân thì không như vậy. Người quân tử lấy nhân nghĩa làm đầu, kẻ tiểu nhân thì tự kiêu và vua nịnh. 88. Một ngày trên thế giới này có mấy dạng cặp vợ chồng ly dị nhau, đó là do vợ chồng không biết lấy nghĩa làm thân, lấy ân tình để hòa hợp, không biết kính nhường lẫn nhau. Người nào cũng cho mình là đúng. Vợ chồng mà không biết tha thứ cho nhau, lại còn đánh đập, chửi mắng, quát tháo với nhau, thì ân nghĩa làm gì còn nữa? Ân nghĩa đã tuyệt mà không lìa nhau là chuyện hiếm có vậy. 89. Ông Bùi Tư Thúc dạy, nói năng phải trung tín, nết na phải thành kính, ăn uống phải dè sẻn chừng mực, chữ viết phải ngay ngắn, mặt mũi phải đoan trang, áo mũ phải chỉnh tề, đi bước phải thông thả, cư xử phải đàng hoàng, việc làm phải có trước sau, nói làm phải đi đôi, đức phải giữ cho bền, lời hứa phải giữ đúng, thấy điều lành thì hoan hỷ, thấy điều ác chớ theo. Việc đáng nói thì nói, không đáng chớ mở lời. Bệnh hoạn thì thường do từ miệng mà vào, họa thường từ miệng mà ra. 90.
Có nhiều người không biết cách khống chế tâm trạng của mình, lại nổi giận vô duyên vô cớ. Thật ra, những điều này là hậu quả của việc không được dung trồng từ sự khoan dung. Biển lớn là vì biển thấp hơn các dòng sông, biết dung chứa các dòng nước nhỏ, khoan dung tha thứ người khác là một cử chỉ và hành động cao quý. Bạn đừng lãng phí cuộc đời cho dù một phút giây vào việc oán trách hoặc thù hận người khác. Như vậy, bạn mới có thể sống vui vẻ, bình an. Lấy oán báo oán thì oán ý càng thêm, lấy đức báo oán thì oán ý mới tiêu tan. Là người, ai cũng có tình cảm. Nếu bạn dùng lòng khoan dung, tha thứ đối đãi với người khác, tôi tin rằng thế giới này không có băng tuyết tự tâm, lòng người nào mà không tan chảy trước ánh nắng của từ bi. 91. Trên thế gian này, không ai muốn kết bạn với những người không thành thật và không giữ chữ tín. Làm người trước hết phải giữ chữ tín là vốn để làm người. Bạn không giữ chữ tín thì cũng chẳng có người nào tin bạn. Khi ấy, sự tồn tại và lời nói của bạn chẳng đáng kể. Tuy rằng lời nói dối tạm thời đem lại lợi ích cho con người, nhưng đừng lạm dụng và nó sẽ không bền trước thời gian. Bởi vì thời gian chỉ làm khỏe mạnh cho những gốc rễ chân thật mà thôi. 92. Những ai trên cuộc đời này mà thường mơ tưởng đến một ngày tất cả mọi việc đều như ý muốn của mình và hoàn toàn là đi trên gấm lụa mà không cần làm việc, mà cứ mãi gian sinh, đó là thuộc hạng người không tưởng, lười biếng và ngu xuẩn. Nếu không hề có giông bão của cuộc đời và không hề có những mảng sáng trong cuộc sống, đó là một cuộc đời vô nghĩa. Khó khăn giúp ta kiên cường hơn. Những người yêu đời xem khó khăn là một cơ hội để rèn luyện bản thân, chiến đấu vượt qua để sống tốt hơn. Cái nghèo nàn về vật chất không phải là cái nghèo nàn đích thực. Cái nghèo nàn đích thực đó chính là cái nghèo nàn trong tinh thần và ý nghĩ vậy. 93. Thân phận con người không phải là một cái gì bất toàn và kim tởm, mà là một báu vật đáng trân quý. Đừng phí phạm một kiếp người để phải than vãn bi thương, đau buồn hối tiếc trước những việc làm của mình gần lúc lâm chung. Tuy nhiên, trong cuộc sống, ai cũng hơn một lần sai phạm, nhưng không vì thế mà bi quan. Cuộc đời vốn dĩ không có cái gì trường tồn mãi mãi, kể cả địa vị, chức sắc, danh vọng. Đã biết là thế, nhưng ta cũng có thể làm cho những cánh hoa đời cười khoe sắc giữa thế gian, tiếng suối nhạc reo vui trong cả không gian trần thế. Khi ta mới chào đời, mọi người xung quanh thì cười, chỉ riêng ta là khóc. Nhưng bạn sẽ sống như thế nào để ngày ra đi? Mọi người khác thì khóc, chỉ riêng bạn sẽ mỉm cười bạn nhé. 94. Cuộc đời chúng ta là một chuỗi dài học hỏi vô tận. Người sống mà không học thì mờ tối như đi đêm. Chớ nói ngày nay không học còn có ngày mai. Năm nay không học còn có năm tới. Ngày tháng vượt qua mau, mạng người không chờ đợi. Người có học thì sẽ dễ dàng thông hiểu đạo lý. Châu ngọc mà chẳng mài dũa thì chẳng thành của quý được. Người không rèn luyện học hỏi thì người đời sẽ không xem trọng. Người sáng suốt mà chăm học thì không lấy việc học kẻ kém hơn mình là xấu hổ. Không lên núi thẳm
thì không biết trời cao, chẳng tới hố sâu thì khó biết đất dày. Người không chịu học đạo lý thì làm sao trở thành hiền nhân được. 95. Có vài người hỏi tôi: Thầy học đã bao năm nay, bây giờ thầy đang học cái gì vậy? Tôi trả lời: Tôi đang học làm người hiền và học làm Phật. Tuy vậy, không phải ai ở trên đời này cũng biết cách học làm người đâu bạn nhé. Học làm người thì không có một khuôn khổ nhất định nào cả, cũng không có bằng cấp nào cả. Nhưng nếu học được thành công, thì người này đi dù bất cứ nơi nào cũng sống an lành, và lẽ đương nhiên mọi người đều yêu thương kính trọng người này. Đây chính là bằng cấp cao quý nhất của đời bạn. 96. Trên đời này, người hiền lành thì nhiều khi bị nói là nhu nhược, kẻ dữ thì nói là ương ngạnh, giàu thì bị người ganh ghét, nghèo thì bị người khinh rẻ, siêng năng thì người bảo là tham lam, tiết kiệm thì bị người chê là bủn xỉn, thấy việc tốt bỏ qua bị cho là ngu xuẩn, biết thời cơ để làm thì người bảo là cơ hội, học giỏi thì người nói bày đặt làm tàn, học dở thì người cho là ngu muội. Thật vậy, làm người thật không phải dễ, cho nên người đời thường nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Biết ở đây là cái biết của người trí, biết tùy duyên, biết linh động, biết thời, biết đạo lý trung dung vậy. Tâm sáng thì muôn việc hợp tình, trí sáng thì tà ác không sinh. 97. Tất cả các loại hương quý của thế gian, dù quý như hương chiên đàn đi nữa, thì nó cũng bay xuôi theo chiều gió. Chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió để làm thơm ngát khắp chốn nhân gian. Người quân tử đức hạnh không cầu danh mà danh tự có. Kẻ tiểu nhân muốn danh bay khắp mà tiếng xấu lại đồn xa. Do đó, mỗi người khi làm việc gì phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần, đi đứng nói năng đều nên dè dặt. 98. Kim nhật bất tri minh nhất tại, thượng sàng bất liễu hạng sàng tồn. Nghĩa là ngày nay còn sống chẳng biết ngày mai có còn không, ngày nay lên giường ngủ chẳng rõ ngày mai có thể còn xuống giường hay không. Do đó, việc gì làm được ngày nay thì chớ đợi ngày mai. Ruộng tốt ngàn muôn thửa, chết đâu đem được gì. Trước linh sàng cũng giấy, đâu sống ăn được gì. Tiền bạc giàu nứt vách, ra đi có được gì. Con cháu đầy nhà cửa, chết thế cho sao được. Cho nên khi còn sống, phải tự mình tích đức tu tâm, sống cho phải đạo, tạo chút ít phước huệ để làm hành trang của kiếp sau. Của cải muốn giữ được lâu dài, thế thường chia làm 4 phần. Một phần để cho con cháu, một phần để phòng khi già bệnh, một phần để lo sự sống hàng ngày, một phần để bố thí cúng dường. Được vậy, đời này khi mất đi, đời sau vẫn còn ân huệ. Người xưa nói, có thế lực không nên dùng hết, có phước đức không nên hưởng hết, là ý này vậy. 99. Người xưa dạy, gặp quỷ thần, mình kính mà lánh xa, không nên mê tín thì trí sáng. Tìm quỷ tìm thần mà thờ cúng để cầu phước lộc, đó là cái nhân của hiểm họa về sau. Niệm Phật
là nhớ đến hạnh của Phật, xem kinh là rõ lẽ Phật, được tỉnh ngộ là chứng đạo của Phật. Tế Điên Hòa Thượng có dạy, dẫu xem hết cuốn Di Đà, niệm suốt lời chú Đại Bi, nhưng không hành thiện sửa mình thì là tụng suông. Kinh và chú vốn từ bi, nhưng không cứu nổi được kẻ làm sang bậy. Cho nên, tụng kinh niệm chú là để hiểu đạo lý, rồi sửa lỗi của mình, chứ không phải tụng cho Phật, cho Bồ Tát nghe, để ghi công cho mình. Hiểu thấu được như vậy mới là người có chánh kiến vậy. 100. Ngày nào cũng là ngày tốt, ngày nào cũng là ngày xấu. Trong đời sống có quá nhiều cám dỗ, nếu chúng ta không tỉnh táo để nhận thức, thì sẽ tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho mình. Thật ra, đời sống rất đơn giản, nhưng không thể coi là đơn điệu được. Hãy bỏ bớt đi hành trang ở ngoài và hành trang trong lòng, thì chúng ta sẽ bước đi nhẹ nhàng thanh thản. Nếu đem cuộc đời của chúng ta giao quyền quyết định cho thần thánh, thì bạn sẽ gánh lấy đau khổ dài dài. Mình phải tự biết mình là ai và làm gì trong cuộc đời này. Không ai giúp mình bằng chính mình, và không ai biết mình bằng chính mình. Việc họa phước đến với ta, bạn là người biết hơn ai hết. Thế rồi, cuộc đời này còn lại những gì? Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông, kháng tất phù sinh tổng thị không, thiên giả không, địa giả không, nhân sinh yểu yểu tại kỳ trung, phu giả không, thê giả không, huỳnh tuyền lộ thượng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, tử hậu hà tàng tại thủ trung. Tạm dịch: đi khắp chốn đông tây nam bắc, rõ cuộc đời tất cả đều không, trời cũng không mà đất cũng không, người sống trong cõi tạm trăm năm, chồng cũng không mà vợ cũng không, trong chốn suối vàng đâu gặp gỡ, vàng cũng không mà bạc cũng không, sau khi chết đi tay trống rỗng. Không ở đây tức là tánh không. 101. Trong mỗi người chúng ta đây, ai dám đảm bảo ta sống được 100 năm? Cho dù muốn hay không, chuẩn bị hay không chuẩn bị, sẵn sàng hay không sẵn sàng, rồi một ngày kia chúng ta phải chia tay thế gian này để tiếp tục một cuộc hành trình mới trong tương lai. Rồi sẽ chẳng còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn một ngày mới bắt đầu bằng những giọt nắng trong vắt của buổi bình minh, sẽ không còn thấy những người thân yêu của chúng ta nữa. Những ngày xuân hiền hòa, những ngày thu hoa lá ẩn màu vàng, giờ đây chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, ruộng vườn, vân vân, tất cả cuối cùng sẽ trở về với cát bụi. Còn ý nghĩa chăng là những gì ta đã tạo ra trên thế gian này? Bạn đã đóng góp và đã cho nhân loại những gì? Không phải những thứ bạn học được, mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác. Không phải là những thành công của bạn có, mà là những ý nghĩa thanh cao của chúng đối với cuộc đời và nhân loại này. Bạn đã cư xử như thế nào với mọi người xung quanh? Những cử chỉ và thái độ của bạn đã ghi khắc vào những người xung quanh như thế nào? Và điều quan trọng nữa là, không phải bạn quen biết thật nhiều người, mà là bao nhiêu người sẽ luyến lưu, đau xót, cảm kích và kính trọng khi bạn mất đi. Bây giờ bạn hãy bình tâm ngồi yên tịnh vài phút để ôn lại những hạt giống yêu thương tha thứ và những hạt giống oán hờn,
bạn đã gieo mầm được bao nhiêu rồi trong quãng đời mà bạn đã đi qua. Tôi nguyện mãi mãi sẽ đồng hành và làm lợi ích cho nhân loại, dù tôi có ở bất cứ nơi nào trong những kiếp tương lai. Hy vọng mọi người chúng ta sẽ chung tay góp sức với nhau để tạo cho thế giới này ngày càng thêm nhiều nụ cười, thêm nhiều đóa hoa mai và những cánh chim én.